Mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh quay trở lại nhà vườn của anh Hai Nguyễn ở Tân Dương Lai Vung Đồng Tháp để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số mặt hàng hoa kiển và một số phôi bonsai. Thì hôm nay có đỏ nhung lá bóng nè quý cô chú anh chị, me chua, sam 86 và phôi sam núi. Đó, hàng đỏ nhung thì hàng cũ đế đẹp nha quý cô chú anh chị. Số điện thoại liên lạc thì có ghi trên tiêu đề ha. Quý cô chú anh chị gọi điện hoặc là kết bạn qua Zalo để mua hàng nha. Anh ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi chào anh hai. Dạ, xin mến chào cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay thì hôm nay nhà vườn của em có về một số phôi như phôi me, phôi sam núi và là linh sam 86 và một số hàng bông như đỏ nhung lá bóng ha. Đó. Để em xin phép vô cây mã số đầu tiên là cây sâm hương ha, phôi sâm hương. Phôi sâm hương đế đều. Đó. Số điện thoại liên lạc của em là 0939 92 48 47, đó cũng là số Zalo của em ha. Đây là hàng sắp đế ha, đó, sâm hương Đài Loan. Đế đều 24 giờ. Cây này trực lắc lùng lực ha. Rồi để em đo chiều cao và thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Đó, chiều cao từ mặt rễ lên là 10 cm. Hoành thân của cây á, hoành thân của cây em đo ngay vị trí là 22 ha. Đó, còn hoành đế thì một hai ôm tay ha. Đó, đế thì nó còn nằm sâu dưới nữa, em chưa có dám khai thác không ha. Rồi cây mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600.000 ha, bao sống bao ship toàn quốc ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo mã số 2 là một cây đỏ nhung lá bóng ha. Cây này thì nói chung là nó hàng này là hàng thần chậu nha. Đó, em đã cuôn tàn lại cho nó gọn hết rồi nha. Giờ đang đâm tược chuẩn bị cho ra bông. Rồi, chiều cao của cây là 78 ha. Thoát thân của cây là 39. Hoành thân em đo ngay vị trí này ha, đo ngay vị trí nhỏ nhất cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. 12 rưỡi em tính 12 ha, còn hoành cũ. Hoành cũ thì lớn ha. Đó, hoành cũ đo ngay vị trí này là 30 ha. Cây nào cũng cũ đế đặt hết nha cô chú anh chị mình. Rồi cây mã số 2 này em giao lưu là 300.000 luôn. Tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 có chiều cao là 81. Thoát thân của cây là 43. Hoành thân của cây là 13. Đó. Còn hoành cũ thì lớn nha. Hoành cũ điểm đo ngay vị trí này là 32 ha. Đó, cũ đế đặt sạch luôn ha, đều bốn mặt. Đỏ nhung lá bóng. Cây này là hàng thần chậu nha cô chú anh chị mình. Rồi xuống cây. Rồi mã số 3 này em xin giao lưu là 300.000 luôn. Rồi xuống cây. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 này là 250.000, cũng cây đỏ nhung lá bóng luôn ha. Chiều cao của cây là 65. Thoát thân của cây là 26 ha. Đó. Hoành thân của cây em đo ngay vị trí này là 10 nha. Đó, 10. Còn hoành cũ thì nói chung là nó bự. Hoành cũ thì từ 30 trở lên không ha. Đó, 30. Nè, cũ đế nó còn nằm sâu dưới nha. Về cô chú anh chị mình khai thác thêm. Rồi mã số 4 này 250.000. Tiếp theo mã số 5. Chiều cao của cây là 68 ha. Thoát thân của cây là 32. Hoành thân đo ngay vị trí này là 12 ha. Đó. Củ thì cây nào cũng có củ đế hết nha, em bao củ nha. Đó. Rồi mã số 5 này giao lưu 250.000 luôn. Tiếp theo là mã số 6. Chiều cao của cây là 91 ha. Thoát thân của cây là 39 nha. Đó. Hoành thân của cây em đo vị trí này là 10 ha, 10 rưỡi tính 10 đi. Đó. Củ đế thì còn nằm sâu dưới nữa nha. Này là gì em úm cây cho cây nó sống khỏe mạnh ha. Rồi mã số 6 này em giao lưu 250.000 luôn. Tiếp theo mã số 7. Chiều cao của cây là 90 ha. Thoát thân của cây là 40. Hoành thân em đo ngay vị trí này đó là 12 ha. Đó, củ đế thì cây nào cũng có củ đế đặt hết nha, đều bốn mặt. Rồi cây mã số 7 này em giao lưu là 300.000 luôn. Tiếp theo là mã số 8. Đó.
Tại vì cái cây này em cái chậu nó nghiêng ha, về cô chú anh chị mình chỉnh sửa lại. Vô chậu ngay lại là nó đứng cây lên nè. Chiều cao của cây là 82. Thoát thân cây là 37 ha. Hoành thân em đo ngay vị trí này là 12 đó. Củ đế thì dữ lắm nha. Rồi mã số 8 này em giao lưu là 250 ngàn luôn. Xuống cây. Tiếp theo là mã số 9. Chiều cao của cây là 78 ha. Thoát thân của cây là 35. Hoành thân của cây em đo ngay vị trí này là 10 ha. Đó, củ đế thì một bốn tay không hết ha, đều bốn mặt. Rồi, mã số 9 này em giao lưu là 250 ngàn luôn. Tiếp theo là mã số 10. Đó. Chiều cao của cây là 83 ha. Thoát thân của cây là 40. Đó, cây về là về chuẩn bị là nó ra bông nha cô chú anh chị mình. Đó, hoành thân em đo chín là 11 ha. Rồi, cây mã số 10 này em giao lưu 250 ngàn luôn. Đó số 10 hay 11 gì? Số 10, lộn. Này số 11. Chiều cao của cây là 76 ha. Thoát thân của cây là 41. Hoành thân em đo ngay vị trí là 11 ha. Đó, cũ rồi nè, đó, cũ đặc sệt ha, bốn mặt ha. Rồi mã số 11 này giao lưu 250 ngàn luôn. Xuống gậy. Tiếp theo mã số 12. Lô này là thoát thân cao không nha cô chú anh chị mình. Chiều cao của cây là 82. Thoát thân của cây là 40 ha. Từ 40 lên không nha. Hoành thân đo vị trí này là 11. Còn quanh cũ nè, cũ nguyên bộ cũ đặc sệt luôn ha. Đó, đều bốn mặt. Rồi, cây mã số 12 này em giao lưu là 300 ngàn luôn. Tiếp theo mã số 13. Chiều cao của cây là 82. Thoát thân của cây là 28. Hoành thân em đo ngay vị trí này là 13 ha. Đó, 13. Rồi, cây mã số 13 này em giao lưu 250 ngàn luôn. Tiếp theo mã số 14. Chiều cao của cây là 88 ha. Thoát thân của cây đó là 42. Rồi hoành thân em đo ngay vị trí này là 10 ha, đó 10. Củ đế thì nằm sâu dưới nữa nha, còn dữ lắm bộ cũ. Rồi cây mã số 14 này giao lưu 200 ngàn luôn. Hôm nay em xả hàng ha, xả hàng cho thanh lý rẻ cho cô chú anh chị mình chơi ha. Lâu lâu mới có con lô đẹp. Chiều cao cây là 87 ha. Thoát thân là 39. Hoành thân em đo ngay vị trí này là 10, 13 ha. Đó. Mã số 15 300 ngàn. Xuống cây. Tiếp theo là mã số 16. Cây thường chậu ha của chú anh chị mình. Nắm sách vở bình thường ha. Chiều cao của cây là 87. Thoát thân là 33 ha. Rồi hoành thân đo ngay vị trí này là 11 nha. Đó. Củ đế thì cây nào cũng như cây nấy. Rồi mã số 16 này 300 ngàn luôn. Tiếp theo 17. 17 là một cây linh sam 86 ha. Linh sam 86 riêng. Đó. Chiều cao của cây là 26 ha. Tán bay của cây đó là 42. Hoành thân em đo ngay vị trí này ha, nhỏ nhất đi ha, 15. Đó. Củ đế thì cũng còn nằm sâu xuống nha, về cô chú anh chị mình có thể vô chậu đứng lại chút xíu ha. Đó. Rồi cây mã số 17 này em giao lưu là 400 ngàn luôn. Tiếp theo mã số 18, cũng là cây linh sam 86 ha. Chiều cao của cây là 28. Tàn bay của cây là 36. Hoành thân em đo ngay vị trí này nhỏ nhất ha, là 11 ha. Đó. Này có bộ rễ cũng quái ha. Cái bay. Rồi mã số 18 này em giao lưu là 350 ngàn. Tiếp theo mã số 19. Là một cây linh sam 86. Rồi, chiều cao của cây là 28. Tàn bay của cây là 34. Đó, hoành thân đo ngay vị trí này.
Hoành thân đo ngay vị trí này là 16 ha. Đó 16. Rồi mã số 19 này 350 ngàn luôn. Xuống coi. Tiếp theo mã số 20. Cũng là cây linh sam 86. Chiều cao của cây là 22. Tầng bay của cây là 32 ha. Đó. Cây linh sam 86. Cây này cũng đã chỉnh sửa hai nước dây ha. Rồi 300 ngàn mã số 20. Tiếp theo mã số 31 là một cây me chua ha. Đó. 21. Rồi nó lột. Rồi chiều cao của cây là 24. Hoành thân thì em đo ngay vị trí nhỏ nhất đi ha. Đó, hoành thân đo ngay vị trí này là 10 ha. Còn hoành cũ thì bự, hoành cũ thì từ 30 lên. Hoành cũ thì nó 32. Đó. Có một củ rễ quá nha cô chú anh chị mình. Cây đã chỉnh sửa hai nước dây, ra tàn được mạnh rồi nha. Rồi 250 ngàn mã số 21. Mã số 22. Cũng là một cây me chua, củ quái. Chiều cao cây là 26, tổng cái tàn bay của cây là 36 ha. Đó, đo hoành cũ đi. Hoành cũ của cây ngay vị trí này là 28 à. Rồi 250 ngàn luôn. Tiếp theo mã số 29. Ủa sao có 23 rồi. Rồi 22 đây. Mã số 23 cũng một cây me chua ha. Chiều cao của cây là 31. Tổng tàn ngang của cây là 40 ha. Đó, hoành thân em đo ngay vị trí này 12. Đó, cũ thì từ 30 lên ha. Rồi mã số 23 300 ngàn. Theo mã số 24. Cũng là một cây me chua. Chiều cao của cây đó là chiều cao của cây là 19 ha. Tổng tàn ngang của cây là 34. Đó. Cây này có dáng bay ha, củ nào cái đường thân nó nằm ha. Củ quái. Hoành thân đo dĩ này khó quá, 12. Hoành cũ thì từ 30 ha. Đó. Rồi mã số 24 này 250 ngàn. Cho cây me chua. Xuống. Theo mã số 25 là một cây sam núi ha. Núi dáng trực. Cây này già cây lắm nha cô sáu, cô chú anh chị mình. Đó. Cây này đã sống khỏe trong chậu rồi nha. Đó, già cây xù xì. Rồi, chiều cao của cây là 26 ha. Tổng cái tàn bay của cây là 30. Chúng đo hoành cũ nha cô chú, hoành thân cho cô anh chị mình xem ha. Đo vị trí nào thì em nói vị trí nấy ha. Đó, em đo ngay vị trí sát cổ rễ ha, là 19 ha. Đó, 19. Cây già cây dữ lắm nha cô chú anh chị mình. Cây này là gì là vô dây là chơi được rồi nha. Rồi mã số 25 này em giao lưu là 600 ngàn luôn. Xuống cây. Tiếp theo mã số 26. Đó, một khoai sam núi em đã dâm nó lên tàn từ lên mầm rồi nha. Đó, sống khỏe rồi nha. Giống bay. Chiều cao cây là 15. Hoành thân em đo ngay vị trí này là 11 ha. Đó, 11 rưỡi đến 11 đi. Dáng bay, lô này dáng bay là nhiều nha. Rồi mã số 26 này 250 ngàn. Tiếp theo mã số 27. Chiều cao của cây đó là 15 ha. Đó, tổng cái tàn bay của cây đó là 27. Hoành thân. Hoành thân em đo ngay vị trí này ha. 13 nha. Đó 13. Cây này xù nha cô chú chị mình. Lâu lâu có vài cây xù nha. Đó cái xù nó u nó lên vậy đó. Mình cắt là nó u lên vậy đó. Rồi mã số 27 này em giao lưu là 350 ngàn luôn. Xuống cây. Tiếp theo mã số 28. Mã số 28 này em giao lưu là 300 ngàn nha. Rồi đến đo thông số. Chiều cao của cây là 12 cm ha. Hoành thân em đo ngay vị trí này là 14 ha. Còn cắn dây tính 13 đi. Đó. Cây dáng bay rất đẹp ha. Rồi mã số 28 này 300 ngàn. Tiếp theo mã số 29. Rồi, chiều cao của cây đó là 10 cm ha. Tổng tầng bay nó là 19 ha. Hoành thân thì em đo ngay dưới này ha. Cô chú chị mình nhìn tham khảo ha. Rồi 15 tính 14 thôi ha. Đó. Mã số 29 250 ngàn. Xuống kệ. Theo mã số 30. Đó. Cây này mình vô hơi nghiêng chút mình làm cây đổ nha cô chú anh chị mình. Rồi chiều cao cây là 11 ha.
hoành thân em đo ngay vị trí này đó là 13. Đó, 13 nha. Cứng thước. Rồi mã số 30 này em giao lưu là 300 ngàn luôn nha. Đó, một cây dáng đổ. Xuống cây. Tiếp theo mã số 31. Cây này dăm hôm dài cũng gần cả tháng rồi nha, lên mục hết rồi. Chiều cao cây là 12, tổng cái tàn bay của cây là 26 ha. Đó, hoành thân. Hoành thân em đo ngay vị trí này là 13 ha. Rồi, mã số 31 này giao lưu 300 ngàn. Tiếp theo mã số 32. Rồi, chiều cao của cây là 9 cm ha. Tổng cái tàn bay của cây là 28. Vành thân em đo ngay vị trí này là 14 ha. Đó, 14. Rồi, một cây bay luôn. Mã số 32 này 250 ngàn luôn. Ok. Mã số 33. Rồi, chiều cao của cây là 10 cm ha. Tổng cái tàn bay của cây là 21. Hoành thân em đo ngay vị trí này là 13 ha. Đó. 13, mã số 33, 200 ngàn luôn. Xuống cây. Mã số 34. Chiều cao của cây đó là 15. Tổng cái tàn bay của cây là 32 ha. Đó. Hoành thân em đo ngay vị trí này, vị trí nào em báo vị trí nấy ha. Chứ chị mình nhìn cho kỹ ha. Ngay vị trí này là 15 nha. Đó, mã số 34, 300 ngàn luôn. Mã số 35. Chiều cao của cây là 9 cm ha. Tổng cái tàn bay của cây là 31. Hoành thân. Hoành thân em đo ngay vị trí này ha. Đó, ngay vị trí này là 14 nha. Bụi rễ nơm ha, rễ quái. Mã số 35, 250 ngàn. Tiếp theo mã số 36 là một cây sâm núi xù nữa nha. Đó, cái này chiều cao thấp quá, không đo chiều cao đi, đo chiều bay đi. Chiều bay là 30 ha. Hoành thân. Hoành thân em đo ngay vị trí này là 17 ha. Đó. Cái này xù nha cô chú anh chị mình. Đó, nhìn kỹ nè, mấy cái mắt xù của nó. Rồi, mã số 36 này em giao lưu là 300 ngàn luôn. Tiếp theo mã số 37. Cây dáng trực ha. Đó, bẻ co rất khéo ha. Rồi, chiều cao của cây là 22 ha. Này không có đo tán hàng được. Đo hoành đi. Hoành ngay vị trí này là 12 nha. Đó, mã số 37. Rồi, giao lưu là 300 ngàn luôn. Xuống cây. Theo mã số 38 cũng là một cây dáng trực nữa ha. Rồi, chiều cao của cây đó là 19 ha. Hoành thân em đo ngay vị trí này ha. Đó, 13 rưỡi, tính 13 thôi. Đó, cây này cũng dáng trực, bẻ co cũng gắt ha, rất đẹp. Rồi, mã số 38 này em giao lưu là 350 ngàn ha. Xuống cây. Theo mã số 39. Đó. Cũng một khôi sâm núi ha. Cái này về mình chơi trượt lắc được nha. Cắt lùng chơi trượt lắc được. Cây lùng. Rồi, mã số 39, chiều cao là 8 cm ha. Tầng ngang là 9 cm ha. Rồi, bình thân đo ngay vị trí này là 11 ha, 1 rưỡi tới 11 đi, 200 ngàn, mã số 39. Tiếp theo, mã số 40. Chiều cao của cây là 15 ha. Rồi, bình thân em đo ngay vị trí này cũng là 11 nha. Rồi, cũng 200 ngàn luôn. Rồi, xuống cây. Mã số 41. Đó, cũng một cây trực ha, trực lùn. Chiều cao là 9 cm. Hoành thân em đo ngay vị trí này ha, đó, 11 luôn. Củ đế thì còn nằm sâu dưới ha, em chưa có khui ha. Rồi, mã số 41 này cũng là 200 ngàn luôn. Tiếp theo mã số 42. Đó. Cây bay nha. 43 chứ. Rồi, chiều cao của cây là 15 ha. Tổng cái tàn bay của cây là 29. Đó. Cây này như cũng là cây xù. Rồi, hoành thân đo ngay vị trí này là 15 nha. Đó.
Cây này cũng xù nha các cô chú anh chị mình. Nè, mắt xù cắt là bắt đầu nó xù lên liền. Đó. Rồi, mã số 43 này 400 ngàn. Tiếp theo mã số 44. 42 chứ. Sao lộn xộn số vậy? Cô chú anh chị mình chốt nhớ mã số giùm em ha. Em quay mã số nhầm khi nó hơi lộn tới lộn lui vậy đó. Chiều cao nó hay là 26. Hoành thân em đo ngay vị trí này là 10 ha, 11, mình tính 10 thôi. Đó, cây này cũng kêu cây trực luôn. Rồi mã số 42 này em giao lưu là 250.000. Tiếp theo mã số 44, tại vì nãy nó lộn cái mã số nha cô chú anh chị. Chốt cây nhớ mã số giùm em ha. Rồi, chiều cao của cây là 15, tổng cái tàn bay là 24 ha. Đó, cây này bẻ coi rất khéo ha. Này em cắt gọn cho cô chú anh chị mình về sau này nó ra tàn tược dễ chỉnh sửa ha. Đó, hoành thân nghe đo vị trí là 14 rưỡi đến 14 thôi. Rồi, cây mã số 44 này em giao lưu là 300 ngàn. 45. Đây cũng một cây đổ ha. Chiều cao cây là 15. Tổng cái tàn bay của cây á là 31 ha. Còn hoành thân, hoành thân này nguyên cái cũ, em đo hoành cũ đi. Đó. Hoành cũ đo vị trí này là 24 ha. Cây dáng đổ rất đẹp nha. Rồi, mã số 45 này em giao lưu là 300 ngàn luôn. Cây này cũng xù nha cô chú anh chị mình. Tại vì nguyên lô này nó có 100 mấy chục cây nó lộn ở trong đó nha. Nên ra xù ấy, xù với sâm núi thường mình để lộn xộn. Chiều cao của cây là 9 cm ha. Có hoành thân luôn đi. Hoành thân của cây cây này là 9,5 ha, tính 9 thôi. Rồi mã số 46 này 200 ngàn luôn. Tiếp theo mã số 47 là một phôi me chua ha. Đó. Một phôi me chua. Này nguyên một bệ đặt luôn nha. Chiều cao của cây là 26. Hoành cũ của cây đó là 43 ha. Đó, nguyên một khối luôn. Rồi, mã số 47 này em giao lưu là 400 ngàn nha. Tiếp theo mã số 48. Chiều cao của cây là 30 ha. Hoành thân, hoành thân đo ngay cái eo này đi. Rồi, 21. Quỳnh cũ thì hai tay chẳng ha. Đó. Cây nào cũng quái ha, mỗi cây mỗi dáng khác nhau. Rồi, mã số 48 này em giao lưu là 350.000. Tiếp theo mã số 49. Chiều cao của cây là 32 ha. Tán ngang của cây là 28. Hoành thân đo ngay vị trí nhỏ nhất ha. 20. Hoành cũ thì lớn, hoành cũ thì em đo nè. Đó, hoành cũ tới 40 rồi nha. Rồi, mã số 349 này em giao lưu là 400 ngàn luôn nha. 50. 50 này em giao lưu là 350 ngàn. Chiều cao của cây là 17. Tổng cái tàn bay của cây đó là 24 ha. Rồi, hoành thân khó đo chứ. Rồi, được rồi. Rồi, hoành thân đo ngay chín này là 16, còn hoành cũ thì nó lớn ha. Đó, củ quái, một cây bay củ quái nha. Rồi, mã số 50 này em giao lưu 350 ngàn. Mã số 51, 300 ngàn. Chiều cao cây là 28. Hoành cũ đo vị trí này là 33 ha, còn hoành thân. Hoành thân đo ngay vị trí này là 19 ha. Rồi, 300 ngàn, mã số 51. Số 52. Đó, cây này lên tược sống khỏe nha cô chú anh chị mình. Mã số 52. 400 ngàn. Một cây meo quái nha. Dáng bay mình có đỉnh hồi đầu ha. Chiều cao là 24. Tàn ngang của cây cũng 24 luôn ha. Đó. Hoành thân đo ngay vị trí là 20. Hoành cũ thì lớn. Hoành cũ ngay vị trí này là 33 ha. Đó. Mã số 52. 400 ngàn. Mã số 53. Me chua hết à. Me chua, này là lô me chua hết nha. Mã chiều cao của cây là 30. Hoành thân em đo ngay vị trí này đi. Đó, ngay vị trí này là 30 ha. Đó, tổng cái cũ thì lớn lắm nha.
tổng cái cũ thì tới 50 ha. Đó, mã số 53 400 ngàn luôn. 54, 54 là một cây bay ha. Bay mà quái nữa. Để đo chiều bay. Chiều bay của cây là 35. Nguyên một củ quái, đo hoành thân đi. Hoành thân ngay vị trí này là 20 ha. Còn hoành cũ nè. Hoành cũ đo vị trí này là 45. Đó. Mã số 54 400 ngàn luôn. Mã số 55. Rồi, chiều cao của cây là 21. Hoành cũ của cây, hoành cũ cây đo dưới này là 30 nha. Hoành thân khó đo quá. Hoành thân là 25 đó. 300 ngàn. Mã số 55. Tiếp theo mã số 56. Cũng là một cây quái ha, chật quái. 56 cũng là cây cuối clip hôm nay nha. À, để em đo thông số cho cô chú anh chị em tham khảo. Chiều cao là 30. Tà ngang cũng 30 luôn. Hoành thân đo ngay vị trí này là 22 ha. Đó, một cây me chực dáng quái. Rồi cây này em giao lưu là 400 ngàn. Rồi cuối clip em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình vừa qua cũng ủng hộ clip của em ha. Hẹn gặp lại clip sau. Xin chào tạm biệt.